bảo không có, không còn nói đứa nào. Còn Kim cứ nói con vô nhà rồi mà lên ở con rồi. Má ơi, đừng nào... đừng có cấm con. Con phải đeo cái này tại con thương nước Việt Nam. Nổi cho thật không. Đừng có sợ Việt Cộng. Con phải đi, con phải đeo cờ Việt Nam. Con là người Việt Nam, con thương ba màu lắm. Tao đang làm video. Nó đâu, tôi có phim nói như vậy là quỷ tắc thế này.